Đợi tối tôi về. Anh ra tận đây làm chi? Ông lên đây tôi hỏi nè. Nhanh lên. Tôi về vì con Mơ nó gặp chuyện rồi. Anh Bảy, nó nói lúc xảy ra chuyện nó nghe giọng anh nói chuyện với ông Hùng, đúng không anh? Tôi đâu có biết gì. Mà Mơ bị sao vậy anh? Bây giờ nó bỏ ăn bỏ học, nó đang sợ hãi lắm, nó bị tổn thương. Nó nói là ông Hùng hiếp nó, rồi sau đó nó thấy ông Hùng quay ra ngoài nói chuyện với anh. Tôi mà hay kịp thì tôi đập chết thằng khốn nạn đó rồi. Nhưng mà tôi không biết. Tội nghiệp cho con bé. Giờ tôi không biết kêu ai nữa. Không có nhân chứng mà chuyện cũng xảy ra mấy ngày rồi. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Lo căng hàng ngày đã mệt mỏi lắm rồi. Không được. Dù thế nào đi nữa, tôi không bỏ qua chuyện này. Bởi vì tôi rất sợ, nếu tôi không thương nó sẽ tiếp tục hại con tôi. Tôi đã nói rồi, không có chứng cứ làm sao mà kiện người ta. Nhưng mà không lẽ không có chứng cứ mình không cảnh báo được kẻ ác hay sao anh? Tôi không thể để con gái tôi bị oan ức như vậy được. Tôi hiểu, nhưng mà theo luật không thể nào tôi thụ lý đơn khi không có nhân chứng vật chứng như vậy được. Anh hiểu không? Thôi được, nếu như anh không thụ lý đơn này, tôi sẽ đưa anh ra lên huyện. Rồi, anh ngồi đợi tôi chút xíu. Khoan đã, anh cứ bình tĩnh. Nếu anh đã quyết tâm như vậy, tôi sẽ tạm nhận cái đơn này. Nhưng từ nay cho đến khi tìm ra nhân chứng, chúng tôi không chắc là chúng tôi có thể làm được gì nha. Lỡ như trong thời gian này
ông Hùng làm hại con gái tôi nữa thì sao? Cho dù chưa có nhân chứng, nhưng chúng tôi cũng sẽ cảnh báo riêng ông ta. Nếu chuyện này là sự thật thì ông ta cũng phải về chừng chứ. Ừ, cảm ơn anh. À, mà anh ba nè, anh có nghĩ đến vấn đề tiền bạc khi đưa đơn kiện này chưa? Nếu anh thua kiện, anh phải đền bù toàn bộ chi phí cho tòa án và những nơi liên quan. Thôi giờ tôi sẽ tạm nhận cái đơn của anh. Nhưng mà anh á, cũng khoan nóng vội, để tôi thăm dò bên ông Hùng coi sao, rồi hãy tính. Dạ được, tôi biết. Alo, anh Hùng hả? Dạ. Giỏi quá. Dạ, chào anh Tiến. Ủa, chào anh Tiến. Trời ơi, anh chờ em lâu quá. Dạ. Nè, bữa nay anh chuẩn bị cho em mấy món thiệt ngon lắm đó nha. Đặc sản ở đây đó. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ờ, à, được rồi em. Cảm ơn cưng. Dạ. Nha. Vô. Dạ. Lâu ngày không gặp anh, tính hẹn anh ra để nói với anh vài chuyện vui. Ừ. Ai ngờ dính vô cái vụ này. Chuyện gì? Mẹ nó. Anh. Chưa xé được đâu anh. Em thụ lý đơn, em phải giải quyết chứ. Nhưng mà cái thằng chó này, nó vậy là nó vu khống anh. Anh không thể để nó yên được. Em biết vu khống anh. Thôi giờ như vậy, em sẽ đưa cái đơn này lên cấp trên để họ bắt nó về tội vu khống. Anh thấy như vậy có được không? Thôi đi, đừng có đưa lên cấp trên làm cái gì, rồi bắt công sinh ra chuyện nữa. Anh là người có tiền, có thế lực, anh lo cái gì? Thôi bây giờ như vậy, em sẽ giải quyết vụ này chìm xuồng theo ý của anh. Vậy sao? Anh thấy hợp lý không? Chú giỏi. Bắt tay. Chú em quá giỏi. Dạ. Nếu thật sự như vậy, tối nay chú muốn cái gì anh sẽ chiều chú. Anh Hùng là nhất. Đến chơi hả? Thì không đó, có tôi mới là người cần bà, chứ bà thì có một tình yêu to đùng bên cạnh rồi còn gì. Không, tình yêu to đùng đang không ở cạnh mà đang trong bếp làm bánh kìa. Lena tới rồi hả con? Dạ, con chào dì. Ờ, nghe Diệu Linh nói là con qua chơi, dì vội vàng làm bánh cho con nè. Bánh này ngoài tiệm nhiều lắm dì, dì làm chi cho mắc công vậy dì? Bánh ở ngoài tiệm đâu có được làm bằng tình yêu thương đâu. Ghê chưa, hai mẹ con như cặp tình nhân vậy đó. Con ghen tị quá trời. Vậy thì bây giờ ăn bánh của tình yêu đi. À, mà sao nghe nói chiều nay là con ăn cơm với gia đình mà, sao qua sớm vậy con? Dạ, nhà con cũng có nhiều món ngon lắm, nhưng mà chưa kịp ăn thì mẹ con đã bị công việc điều đi mất tiêu rồi. Riết rồi á, không biết là mình làm việc hay là việc làm mình nữa. Vậy con chán quá, mới qua đây chơi với Linh này gì. Đâu cần chán bà mới qua đây đâu, lúc nào bà qua tôi cũng chào đón hết. Diệu Linh nói đúng đó, con cứ coi ngôi nhà này như là nhà chị em của con vậy. Bất cứ lúc nào con muốn qua chơi thì con cứ qua ha. Dạ. Chuyện vừa rồi
con cũng đừng lấy làm buồn lòng. Mình phải biết suy nghĩ tích cực lên nha con. Biết đâu sau này nghĩ lại, chuyện ngày hôm nay chẳng phải là một bài học hay sao? Mà mẹ con đâu có nghĩ giống như gì đâu. Mẹ không có cho con qua lại với Nguyên, nhưng mà làm sao được, con với Nguyên là bạn học mà. Dì hiểu, nhưng mà dì nghĩ mỗi người một cách diễn đạt thôi à. Chứ mẹ con rất là yêu thương con, lúc nào cũng suy nghĩ coi làm như thế nào để cho con được tốt nhất. Theo dì, mẹ con là một bà mẹ số 1 đó. Dì là bạn của mẹ, lúc nào mà dì không nói tốt cho mẹ? Hay do dì Mỹ quá căng thẳng nên mới hành động như vậy? Chứ bình thường dì cũng tâm lý mà. Thôi bỏ qua đi, đừng có nói chuyện của tôi nữa. Nói chuyện của tôi với bà nè. Vô phòng tôi nha. Con vô phòng mẹ nha. Chào dì con đi. Ừ. Diệu Linh. Hai đứa cầm bánh vô ăn nè. Dạ. Dạ. Ừ. Ăn đi nè. Chán ghê. Mà thôi kệ, có một người bạn giống như bà cũng không đến nỗi tuyệt vọng. Gì nữa đây? Bà tuyệt vọng vì một thằng con trai hồi nào? Chẳng phải từ trước tới giờ bà chỉ coi họ như là trò để mua vui thôi hả? Không biết nữa, chỉ biết là chán khi mà họ không làm theo ý mình thôi. Trời ơi, bạn tôi háo thắng quá đó. Ừ, thì cứ coi như vậy đi. Ủa mà Linh, bộ bà không sợ bọn con My nó kiếm chuyện khi bà binh tôi xối xả trước mặt nó hả? Tôi là chúa ghét những đứa nói xấu sau lưng, nhất là nói về bạn tôi á. Nghe câu này ấm lòng ghê. Linh, hay là bây giờ mình bày trò gì chơi đi. Tổ chức giả ngoại nhóm. Sắp thi giữa kỳ rồi đó. Tổ chức học nhóm đi. Chán quá. Học thì học, mà tôi hỏi thiệt bà nha, bộ bà chỉ tìm được niềm vui khi đi học thôi hả? Mà chuyện của ông Đức, me bà sao rồi? Đổ chưa? Đổ gì mà đổ, có phải cây đâu mà đổ. Thấy cũng có một chút là lạ, như là sao xuyến á. Coi chừng cá cắn câu nha, mồi này thơm lắm mà. Linh. Có chuyện gì mà anh tìm em gấp vậy? Có tình yêu luôn hướng về em. Không duyệt, sến quá. Với lại anh nghĩ là Linh sẽ thích đi coi phim này. Em cũng muốn lắm, nhưng lại ngại chuyện nói thật với mẹ. Không biết tại sao mẹ lại không mấy thiện cảm với anh. Anh nghĩ là chắc tại anh thích em, cho nên là mẹ em sợ em mất thời gian cho anh nhiều quá, thì lấy đâu thời gian dành cho tình yêu to đụng. Thôi, định qua nhà em xin phép. Anh nghĩ mẹ em cũng là nhà báo, suy nghĩ cũng cởi mở, đâu đến nỗi là cấm cản bạn trai của con cái cưng mình qua nhà, đúng không? Tới chơi thì được, nhưng tới để đưa đi coi phim thì hơi khó đó. Thôi không sao, để em tự lo chuyện này. Em không muốn mẹ lo nghĩ nhiều về chuyện hẹn hò của con gái. Thì xem như em chính thức hẹn hò với anh rồi đó nha. Nằm mơ đi nha. Kèo này thơm nha. Đó là ý kiến của em. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn em. Cô mời Diệu Linh. Quan điểm nam nữ thọ thọ bất tương thân của ông bà ta đã có từ nhiều đời trước, được truyền từ đời này sang đời kia
để dạy cho nhau cách sống sao cho đúng mực. Chúng ta là con người có lý trí, chứ đâu phải là cỏ dại mà được chăng hay chứ. Tôi có ý kiến, ai không biết con người phải có lý trí. Nhưng mà nếu như mà để lý trí lấn át tình cảm thì chuyện nó không thể chấp nhận được. Tôi đồng ý với ý kiến của Lena. Ai cũng biết rằng lúc Lục Vân Tiên nói với Kiều Nguyệt Nga là khoan khoan ngồi đó chớ ra là bởi vì ông chưa từng biết mặt Nguyệt Nga xinh đẹp cỡ nào. Cho đến khi ông biết mặt rồi, ông đâu có nói như vậy nữa đâu. À các bạn nè, mình có ý kiến như vậy nè. Tư tưởng mình như thế nào sẽ dẫn đến hành động như vậy. Chúng ta có thể làm chủ được hành động nhưng mà không thể nào làm chủ được hậu quả. Nếu như chúng ta không biết giữ gìn, để mang thai ngoài ý muốn hoặc là mắc bệnh nan y thì phải làm sao? Nè nè nè, tôi đề nghị á là Minh Luân không đi quá xa vấn đề bình luận nha. Thôi được rồi, buổi thảo luận của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ làm bài thu hoạch, ý kiến của mỗi cá nhân sẽ được trân trọng như nhau. Tuy nhiên, hành động của chúng ta thì chúng ta phải tự chịu trách nhiệm. Cô chào các em. Dạ, chào cô. Nè, không có cần phải lộ liễu vậy đâu. Tôi không có cần. Dù có chia tay nhau nhưng mà đâu có đến mức không nói chuyện với nhau. Alo, em nghe nè Henry. Ok, anh cứ nhắn địa chỉ đi, em tới sau. Dạ. Con mà sao giờ ba đi rồi? Ba à, tại vì ba có chuyện gấp, giám đốc của ba kêu ba lên. Ba lúc nào cũng công việc, bộ công việc quan trọng hơn con hả? Bé Mơ, con không có được mè nheo với ba, để ba còn đi làm kiếm tiền nuôi bà cháu mình nữa chứ. Đây là ít tiền con gửi cho má, má giữ đó để má lo việc nhà. Dạ, còn đây con mua cho má cái điện thoại nè, để có gì con gọi về cho má cho nó tiện. Ừ, thôi, bay cứ giữ nó mà xài đi. Hồi nào tới giờ má có xài cái này đâu mà biết. Má cứ ra điện thoại công cộng, xài điện thoại bàn dạ, quen rồi. Cái này dễ xài lắm. Khi nào mà má nghe tiếng chuông á, má chỉ cần bấm cái nút này nè, đó là má nghe thôi. Ha, mà còn muốn tắt á thì nút này thôi. Nếu như má quên á thì má cứ hỏi bé Mơ, con đã chỉ kỹ bé Mơ rồi. Mơ, chỉ cho ngoại cách sử dụng và sạc pin nghe con. Dạ. Mày giữ đi, có gì rồi mày bấm cho ngoại nghe. Dạ. Con ở nhà cứ yên tâm đi học, không việc gì phải sợ hết. Mình có làm gì sai đâu mà con phải sợ. Chỉ có người ta làm sai thì người ta phải tự xấu hổ thôi. Con hiểu không? Dạ. Ba con nói đúng đó. Ba, ba đừng có đi mà. Để ba con đi đi. Bé Mơ à, con làm như vậy ba càng khổ tâm hơn nữa. Để ba đi làm đi con. Càng thương con mình thì mình càng phải cố gắng. Mình sẽ có tiền và nghị lực để đưa hắn vào tù. Hello cưng, giờ này em khỏe không? Ừ, anh cũng nhớ em chứ. Tại vì em bận quá. Tại anh bận đi học với nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ, cho nên anh không gặp cưng nhiều được. Sao? Em muốn gặp anh hả? Vậy tối mai tụi mình đi chơi nha. Nè, khi nào xem phim xong là về ngay nha, không được đi đâu nữa đó. Biết rồi, làm như tôi 13 tuổi không bằng. Anh có việc, có gì anh gọi lại sau nha. Nè,
ông bà của mình từng nói 13 hay 17 gặp kẻ mặt dày cũng phải sảy chân. Nhớ đó. Nhớ rồi. Cảm ơn bạn Tốt giúp đỡ nha. Mình đi thôi. Linh, xem xong nhớ về liền nha. Mình đi vô mua vé nha. Dạ. Đức hả Đức? Em có đi xe ôm bao giờ chưa? Em ôm nhẹ quá, gió thổi em bay, anh không có tiền đền đâu. Lý do nghe hợp tai quá ha. Hồi nãy á, cái phim vừa xem, em có thích nó không? Không thích lắm. Có vẻ hơi nhiều cảnh giường chiếu á. Thời đại này là thời đại nào rồi? Với lại em cũng 16 cộng mà còn gì. 16 cộng cũng tùy gu chứ. Em thích xem phim tình cảm lãng mạn hơn. Hay. Anh thích chính kiến của em á. À, còn sớm quá. Hay hai đứa mình đi cà phê nói chuyện nha. Trời đất, gần 10 giờ rồi đó. Em phải về, chứ không để mẹ lo. Nếu mà mẹ em la thì đích thân anh sẽ đưa em về. Còn nếu em về vì cậu Luân khờ đó thì anh sẽ chở em đi luôn. Bạn thân tôi đó, ghen đúng không? Tôi rất là ghen á. Ủa sao dừng lại vậy anh? Cho em nghe một sự thật nha. Chuyện gì? Từ hồi xưa đến giờ anh chưa thấy một cô gái nào hấp dẫn và đáng yêu như em. Em tưởng bí mật gì, chứ em biết em hấp dẫn mà. Em còn hiểu người đàn ông như anh nhìn em thì cũng gì nữa đó. Em đúng là một phù thủy. Hiểu anh nhất luôn. Anh muốn nhảy cùng em ngay bây giờ. Ok. Mẹ con mới về. Con đi coi phim về có vui không? Luân có chở con về không con? Dạ vui à. Có bạn Luân đưa con về mà mẹ.
biết gì nói dối đỏ mặt hay là gì. Cò cò với mình đi, vui lắm. Bồ bạn bị bệnh hả? Để mình nói cho cô biết nha. Bạn bị đau đâu hả? Về rồi hả con? Đêm qua con bé nó lại về trễ nữa. Nó nói là đi học nhóm, mà khi về nhà nồng nặc mùi rượu bia luôn. Không lẽ mình lúc nào cũng là mẹ hổ, trong khi con gái thì sắp trưởng thành? Thì đó, tụi nhỏ đang ở tuổi sắp trưởng thành. Lớn không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ. Tôi đang theo sát con Diệu Linh lắm, nhưng không cho nó biết, sợ nó tự ái. Vậy bây giờ phải làm sao? Quan tâm quá cũng không được, mà bỏ bê cũng không được. Thiệt tình, không còn tâm trí đâu mà làm ăn nữa hết. Trời ơi, làm á thì làm cả đời. Còn con á thì có giai đoạn nó cần mình, giai đoạn nó không cần mình. Đợi nó vô đại học đi, lúc đó nó hiểu biết rồi á thì mình sẽ khỏe hơn. Còn bây giờ á là tôi với bà phải làm bạn với nó, phải theo sát nó, như vậy thì nó mới tâm sự với mình được. Hiểu không? Thì hiểu. Bây giờ làm bạn ha, chia sẻ ha, nghe nó nói ha. Xong rồi, nghe xong rồi thì xử lý tình huống ra làm sao đây? Đó mới là việc cần bàn kìa. Ờ thì tôi có điện thoại. Alo, tôi nghe nè. Anh gọi có chuyện gì không? À, anh muốn
Chuyện của con hả? Anh nói qua điện thoại luôn được không? Trưa nay tôi bận rồi. Tiếc quá. Vậy thôi, để khi nào gặp trực tiếp rồi nói cũng được. Chuyện nó cũng không gấp. Ừ, vậy nha. Vẫn liên lạc thường xuyên vậy à? Có vợ rồi đó. Mà cứ này nọ hoài, mệt ghê. Tôi không có thích là có chuyện nọ xỏ chuyện kia, cứ mượn chuyện của con để mà hẹn hò riêng với tôi. Nè, tình cũ không rủ cũng tới đó nha. Bậy không mà. Bà nghĩ sao vậy? Trái tim của tôi á, bây giờ nó đã khô cằn, héo hắt, và nó đã đóng lại thành đá rồi, bà hiểu chưa? Không được nói như vậy. Phụ nữ ngoài 40 tuổi mới là tuổi đẹp đó. Đẹp một cách mặn mà luôn. Bà tin tôi đi. Nè, bữa nào á tôi sẽ tìm một người đàng hoàng để làm mai cho bà ha. Bà bị sao vậy? Từng nay tuổi rồi mà bà còn mơ mộng nữa hả? Bà nghĩ là xung quanh đây còn đàn ông đàng hoàng để tụi mình dòm ngó nữa hay sao? Thảo, con đi đâu vậy? Dạ, con đang về nhà. Về nhà hả? Lên chú cho quái giang nè, cho đỡ mỏi cẳng. Dạ. Trên đường về nè, chỗ này nó bán đồ mới lắm. Có gì chú mua tặng cho con. Hả? Lên dạ. Đi. Trời ơi, tự nhiên chặn đường tao vậy? Bụng hay gì vậy trời? Trời, thằng này nó bị điên rồi. Người ta chở con của ông đi mua đồ mới, đồ đẹp rồi biết cảm ơn người ta, bày đặt làm giọng chảnh chó. Đúng là nuôi khỉ dần nhà. Ủa ba, có chuyện gì vậy ba? Ba nói bao nhiêu lần không được leo lên xe người lạ chả biết không? Sao con không nghe lời ba? Con đâu có leo lên xe của người lạ đâu. Chú Hùng là người quen của nhà mình mà, còn cho ba làm việc nữa. Nhưng mà ba đã nói bao nhiêu lần không được leo lên xe người lạ chở đi, nhất là ông Hùng. Nói gì con cũng không được nghe, nghe chưa? Con gái lớn rồi, lỡ có chuyện gì rồi sao? Ba nói con có nghe rõ không? Ý ba nói là sao con vẫn chưa hiểu. Con không được lên xe của người lạ là đúng rồi, nhưng chú Hùng là người quen của nhà mình mà. Ba nói là không có thắc mắc, ba nói là phải nghe lời, biết chưa? Dạ, con biết rồi. Bây giờ ở nhà không được đi đâu hết, ba đi làm tiếp, nghe chưa? Dạ. Ở nhà đó. Sao, con thích không? Bà ăn đi, lâu rồi gia đình mới có thời gian ra ngoài ăn tối như vậy. Ngon lắm ba. Mà công việc của ba mẹ sao rồi? Có phải bỏ bữa để đi giải quyết công việc nữa không? Cái con nhỏ này nhớ lâu thù dai dữ vậy. Nè ba mẹ kẹt lắm mới phải như vậy. Còn việc của con bây giờ
Quan trọng nhất là phải lo học cho thật giỏi, rồi coi có môn nào đam mê á, con phát triển môn đó nghe. Con à, con yên tâm đi. Công việc của ba mẹ ở công ty cũng đã ổn hết rồi. Chính vì vậy mà hôm nay cả nhà mình mới ra ngoài ăn uống cho nó đã. Dạ. Ba, sắp tới sinh nhật lần thứ 17 của con rồi đó ba. Thì năm nào ba cũng làm sinh nhật cho con mà. Sinh nhật lần thứ 17 là dấu mốc quan trọng. Con muốn tổ chức làm sao? Năm nào mình cũng tổ chức ở nhà hết. Năm nay mình tổ chức ở nhà hàng đi ba mẹ. Ba mẹ sẽ là khách mời danh dự luôn. Thôi đi cô, tôi biết cô quá mà. Tổ chức ở nhà hàng, tự do cho mấy cô cậu quậy dễ chứ gì đúng không? Mẹ, ba không có tin con kìa mẹ. Được rồi. Vậy thôi, con không tổ chức cũng được. Coi như là con chưa có 17 tuổi luôn. Con nó nói cũng có lý đó anh. Nó lớn rồi. Năm nay tổ chức ở bên ngoài một lần, để cho tụi nhỏ nó được thoải mái. Nhưng mà phải hứa với ba mẹ, sinh nhật xong là phải tập trung vô việc học, nghe chưa? Dạ, con hứa mà. Ba mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ là học sinh khá giỏi, y như lớp 10 luôn. Hứa rồi đó nghe. Dạ. Ê, hồi trưa qua bển được làm liền không? Trời ơi, tôi phải đợi lâu dữ lắm đó. Vậy hả? Ủa, dì hai. Hả? Có chuyện gì dì vậy hai? Cô ba? Con xin chia buồn cùng dì hai với lại bé Mơ nha. Tội nghiệp con bé quá trời. Mới có tí tuổi đầu mà gặp phải chuyện tai ương vậy. Mẹ nó mất sớm, giờ gặp chuyện vậy không biết con bé làm sao sống nổi. Con bé đáng thương như vậy mà ông Hùng cũng dám nữa. Nếu mà chuyện này có thật á, thì ông ta đúng là đồ cầm thú mà. Đúng vậy á, tôi mà là anh ba tôi thôi đến cùng luôn. Loại người như vậy mà để sống ở ngoài xã hội nhỡ nhơ, hậu quả khó lường lắm á. Đúng rồi đó. Hai cô à, nếu hai cô thương tôi với bé Mơ thì xin mấy cô đừng có đồn thổi cái chuyện này lên nữa. Chuyện như vậy đâu có thể xảy ra được đâu. Thôi tôi phải đi về nhà. Không, tôi phải đi đón bé Mơ đây. Tôi về nghe. Dì hai. Ủa trời, rốt cuộc chuyện này là sao? Thì tôi cũng như bà, tôi đâu biết gì đâu. Mà chắc không sao đâu, anh ba anh đã thưa ra công an xã rồi. Thôi mình đi chợ đi bà. Thôi mình đi chợ đi. Trưa trật rồi, không biết còn gì ăn luôn đây nữa. Từ ngày mà có chú ba về làm việc chung á, mọi thứ đều đơn giản, đâu đó quy củ hẳn ra luôn á. Anh đừng có nói như vậy, không lẽ ở đây có mình tôi làm việc hả? Anh ráng sao á mà thay tôi làm việc tốt ở công ty này. Ây da, đâu có được vậy cha nội. Định bỏ cổ chạy lấy người hả? Tính về quê cưới vợ nữa hay sao ông? Trời, anh hiểu tôi quá rồi sao nói vậy nữa. Anh ba thì lúc nào cũng chỉ lo cho con gái thôi. Chào mọi người. Dạ chào anh. Mọi người ráng cố gắng chào nha anh. Xong cái đơn hàng này là mình khỏe rồi. Dạ. Cố gắng nha. Anh Phương. Hả? Em tính sau cái đơn hàng này xin phép anh cho em về quê mấy ngày với cháu. Đâu có được chú ba. Chú mới về 2 ngày trước rồi. Làm việc mà cứ lo ra như vậy đâu có tốt được. Dạ, chuyện dài dòng và cơ cực lắm anh Phương. Sau này có thời gian em sẽ kể cho anh nghe, chứ không giấu giếm anh làm cái gì. Bây giờ ở đây mà lòng em như là lửa đốt vì con vậy. Thôi được rồi, chú cứ sắp xếp đi rồi về. Khi nào rảnh á, kể chuyện đó cho tôi nghe nghe. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Ừ, được rồi. Thôi, mọi người làm việc đi. Dạ. Đi lẹ về đi rồi ngoại nấu cơm cho ăn. Có ngoại không có sợ gì hết nghe không? Tiên Tiên ngoại. Đi con.
Dạ. Thằng khốn nạn, mày mày tránh xa bà cháu tao ra. Cái gì? Gì mà lơm sòm vậy? Nè, nói cho bà biết nghe. Đừng thấy tôi xỉn rồi bạn hiếp tôi nghe bà. Đồ khốn nạn, mày mày không phải là con người, mày là đồ cầm thú. Gì? Mày mà tới gần cháu tao nữa, tao giết mày đó nghe chưa? Tao giết mày đó. Trời ơi, không tới thì không tới chứ gì đâu mà la ôm sòm. Đừng sợ con. Nè nè nè, nói cho bà biết nha. Hên á là bà già rồi. Thì sao? Chứ mà bà còn trẻ. Tôi cho bà một trận rồi đó. Mày làm gì tao? Khốn nạn. À, không sao đâu con. Có ngoại rồi, không có sợ nó. Có ngoại đây con nghe. Có ngoại đây. À, đi 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 về con. Thiệt là khổ đó con. Con bé nó sợ hãi mỗi khi nó thấy cái thằng đó đó. Bây giờ nó đang nằm co ro trùm mền đây nè. Con má đi cùng mà con bé mơ nó vẫn sợ hãi tới như vậy sao? Phải đó con, càng ngày sự sợ hãi của nó càng nặng nề thêm đó. Bây giờ mình phải làm sao đây hả con? Lớp thì con bé nó như vậy đó, rồi lớp hàng xóm bắt đầu râm ran cái chuyện này, cứ súng nhau bàn tán. Nè, mà má đã nói con rồi, sao con không nghe? Con đưa đơn làm chi vậy? Má ơi, má biết nỗi khổ của con mà. Không lẽ bây giờ biết ông làm chuyện đó với con gái của mình mà con để yên sao? Với lại ông còn ở ngoài ngày nào? Là có hại cho cả làng cả xã của mình ngày đó. Nhưng mà con đâu có biết, nó đã dùng tiền nó dung khắp nơi hết để mua chuộc rồi. Nhớ năm ngoái nó đánh con người ta gần chết luôn vậy đó. Mà nó cũng vẫn trơ trơ, nó đâu có bị gì đâu con. Huống hồ gì cái chuyện này của mình như vậy. Má đừng lo, chuyện kiện cáo và tai tiếng đó con sẽ chịu. Má cứ yên tâm, lo cho cháu mạnh khỏe. Bây giờ má cho con nói chuyện với bé Mơ để con an ủi nó một chút. Ờ, má biết rồi. Bé Mơ, ba con nói chuyện với con nè, nghe đi con. Ba nè, con ngoan nha. Nghe ba nè, con đừng có khóc nữa. Con cứ lo học, ăn uống nhiều vô cho ba. Ba sẽ sớm về với con mà, nhanh thôi. Con không muốn ăn gì đâu. Con không muốn đi học. Con chỉ mong ba về thôi. Ờ. Nhìn thấy ông con sợ lắm. Ba mơ về với con đi ba. Ba sẽ về. Ba sẽ về với con. Sớm thôi con. Con gái của ba yên tâm nghe. Ba về sớm nha ba. Con sợ lắm. Mới suốt đêm thao thức vì em, vì lời giả từ lúc anh ra về. Rằng mai đây ta lại bên nhau. Gì đây? Tôi nghe ngoài xã đồn ông cưỡng hiếp con bé Mơ. Anh ba thưa, có đúng vậy không? Chuyện gì? Chuyện thật là như vậy sao? Anh ba nào giờ tính tình tốt lành, sao có thể đổ oan cho ông chứ? Ông cũng có con gái, làm cái gì cũng phải nghĩ đến con của mình chứ. Mày biết chưa? Hả? Con làm bà kia.
muốn yên thân thì đừng có xen vào chuyện của anh. Nè, hiểu chưa? Anh nên làm gì tôi? Tôi còn chưa nói xong nha. Anh mà thử làm cho Diệu Linh buồn nữa đi, đừng có trách tôi đó. Cậu thích Diệu Linh hả? Vậy tại sao không cưa Diệu Linh trước khi anh xuất hiện đi? Chờ tới giờ á, có muộn quá không? Cậu xuống, thăm xuống, thăm xuống. À, cười lên đi thôi. Từng ngày qua trời theo tình em đắng cay đã nhiều. Đang kem. Yêu em lắm. Chào chị Mỹ. Chào chị. Chào anh. Tụi này đang nghe tiếng đàn của chú ba mà. Tính chạy qua để nghe tiếp nè. Chị Mỹ chọc em hoài. Em mà đàn hát cái gì chứ. Cô Duyên đây là thích nghe tiếng đàn của chú ba lắm đó. Dạ, chào Duyên. Chuyện tình yêu sai lầm rất khó chữa. Nếu đã sai lầm sẽ để lại một vết thương rất khó lành. Huống hồ trong bữa tiệc hôm nay lại có Đức nữa. Có Đức thì sao ạ? Ở đó đông người như vậy, anh ta làm sao ăn thịt được con? Và anh ta cũng không thể làm gì được con nếu như con không đồng ý. Con không muốn sự hận thù đàn ông của mẹ ảnh hưởng đến cách chọn bạn của con. Con, em có yêu anh không? Vì tình anh trao cho em đêm nay như muôn giấc mơ. Cái sắp đơn mà người ta gửi từ năm trước đến năm nay mà còn chưa được tới đó. Trời ơi, bây giờ tôi á đứng ngồi không yên, còn mấy anh thì kêu tôi chờ tới cả năm, làm sao mà tôi sống cho đặng. Thôi nếu chờ không nổi thì anh rút đơn về đi. Tôi sẽ rút đơn về, nhưng mà tôi sẽ kiện lên huyện, lên tỉnh, lên trung ương luôn. Khi nào người ta chịu rời tới tôi thì thôi.